Rồi xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 6. Ở đây là đại lý Suzuki chính hãng luôn ha mọi người. Thì các bạn có thể nào mà ở khu vực mà gần cái đại lý chính hãng này á, thì mình có thể tới đây mua xe Honda cũng được. Thì ở đây là cái chi nhánh của hàng Honda Giáp Bình Dương, của Head Giáp Bình Dương ha. Thì các bạn nào mà không biết đường đi á, thì lên trên bản đồ nhấn là Suzuki 3S Giáp Bình Dương thì các bạn sẽ tìm được cái cửa hàng này. Và bạn nào á, mà ở khu vực nào thì các bạn có thể liên hệ với mình. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái đường đi của những cửa hàng mà gần bên các bạn nhất. Tại vì bên cửa hàng mình có tới tận 8 chi nhánh lận, có một chi nhánh ở trên Sài Gòn nữa. Đó. Thôi thì hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một cái dòng xe. Đây là chiếc Minibike ha, Minibike MXX. Thì nhìn từ xa là các bạn cũng biết chiếc xe này là chiếc xe gì rồi đúng không? Bạn nào mà có chiều cao khiêm tốn, nhỏ con gái ha, thì mình có thể sử dụng cái dòng xe này để mình đi phố rất là ổn định luôn, rất là dễ thương luôn ha. Về độ lên một số đồ chơi nữa, xi nhan thì các bạn nếu thấy xi nhan quá to thì mình có thể độ lên xi nhan Spirit nhỏ cho nó đẹp gọn đó. Thì mình báo giá trước cho các bạn nha. Giá xe hiện tại của chiếc MXX này là 51 triệu đồng. Và bên cửa hàng mình có rất là nhiều màu ha. Bạn nào mà thích cái màu nào thì lên đây để mình lựa chọn. Ở đây cửa hàng mình tại vì nó không gian nó có giới hạn á, nên là mình chỉ trưng cái xe màu trắng đỏ này thôi. Ngoài ra có màu xanh và màu cam nữa. Thì các bạn thích màu nào thì cứ lên đây để mình xem xe ha và mua xe. Thì các bạn cũng biết á, xe này á của Honda mà các bạn thấy nó xịn không? 51 triệu đồng rất là xứng đáng cho cái phụ upside down luôn nè. Các bạn có thể thấy nè. Đó, mình có thể nhúng cho các bạn xem ha. Cặp phuộc rất là chắc chắn luôn. Đó. Đi phố cực kỳ êm ha, dằn ổ gà này nọ cực kỳ đã luôn. Xe thì sử dụng ở đây là sử dụng bóng đèn LED 2 tầng. Hồi cái đợt xe mà đầu version 1 của nó là sử dụng bóng halogen, nhìn nó không được đẹp lắm. Lúc sau này á là nó đã cải thiện thành đèn LED 2 tầng, nhìn cực kỳ đẹp luôn ha, rất là xịn sò luôn. Đó. Nhìn cái xe này các bạn ngồi lên đi rất là dễ thương. Để mình coi. Xe thì là 125 phân khối ha các bạn. Xe 125 phân khối. Và cái lớp trước của nó, thông số lớp trước của nó là 120. Đó, 120. Đó, mắt mèo này nó các kiểu luôn nè. Đó, phụ upside down cực kỳ xịn sò luôn ha các bạn. Nhìn rất chi là rất gì vậy này nọ. Rồi, mình lên trên cái phần mặt đồng hồ cũng như là cái ghi đông cho các bạn xem ha. Đây. Để mình rút chìa khóa ra. Thì các bạn cũng thấy á, trên cái phần xe là chưa có lắp bình nên mình không có mở mặt đồng hồ cho các bạn xem được ha. Thì Honda thì lúc nào cũng có phần xét chiếc xe rồi. Ở đây là mặt đồng hồ LCD nè, rất là đẹp luôn. Đó, có báo dòng tua cho các bạn luôn ha. Ở đây là báo xi nhan hai bên, rồi báo cốt pha, báo N, nó báo đèn động cơ này nọ kiểu. Trên bên đây thì nó sẽ có cái nút tắt mở động cơ khẩn cấp, nhưng mà không có công tắc đèn ha, không có công tắc đèn đề này nọ các kiểu. Rồi, điều quan trọng ở đây là cái chìa khóa. Thì chùm chìa khóa của mình các bạn thấy nhìn nó xịn không, giống chìa khóa xe hơi không? Đó. Cái chìa khóa này là chìa khóa mà sơ cua của các bạn nè. Còn cái chìa khóa này là chìa khóa nó các bạn có thể đi được nè. Đó, nhấn cái nó búng ra ha. Rất là đẹp luôn ha. Nè, y chang như chìa khóa xe hơi luôn. Đó, cái chìa khóa này đáng tiền luôn ha. Rất là gọn. Rồi. Đây là phần thân hình của nó. Bình xăng này nọ kiểu. Đó, các bạn có thể quan sát được màu trắng đỏ cực kỳ đẹp luôn. Phần đuôi phía sau này các bạn. Các bạn có thể gọt đuôi, mình có thể độ bằng cách là mình gọt đuôi, mình sử dụng biển số đút gầm. Rồi mình gắn xi nhan Spirit, xi nhan nhỏ này nhỏ vô các kiểu thì mình sẽ thấy cái xe này nhìn thể thao hơn. Nhưng mà khi mà các bạn gọt đuôi rồi thì nhớ phải gắn cái đồ gạt cứt nha. Rồi người ta gọi vui là cái đồ gạt cứt á, nhưng mà chất đó là cái đồ trắng bùn á ha. Gắn ở dưới đây nè, gắn cái badge dưới đây nè, mua cái loại xịn nha. Cái loại là mình xưa hay xài là cái loại gì mình sát gì đó của cá mập á, hiệu cá mập á. Là cái loại đó xài, cái bát nó xài cũng rất là ok. Tránh mua những cái loại dởm nha các bạn. Mua cái loại dởm á thì mấy bạn đi tốc độ cao á, phải nói là xe này 125 phân khối thì các bạn cũng chạy không thế nào mà bằng 150 đâu. Nhưng mà cũng xui, nếu mà xui một cái là cái bát mà nó gãy một cái là nó cuốn vô cái bánh xe của các bạn là rất là nguy hiểm nha. Nên mua cái loại tránh bùng nào mà cảm thấy được cái bát của nó dày dặn đủ để không gãy với tốc độ của xe của bạn ha. Đó. Còn nếu mà không gắn tránh bùng là bảo đảm là nó văng lên tới đầu các bạn luôn. Xe sử dụng một phuộc ha, một phuộc ở đây. Đấy, rồi thì mình á là mình cao 1m65 và mình nặng 65kg luôn. Thì bây giờ mình sẽ ngồi lên xe cho các bạn xem thử. Đó là cái tư thế của mình ngồi ha. Tư thế của mình ngồi là thấy mình thấy là cũng khá là ok á. Mình thấy ngồi thoải mái lắm, mà không biết các bạn nhìn thấy mình ngồi có bị to quá với chiếc xe hay không. Để mình hỏi cameraman thử coi, nhìn thấy to quá không anh? Ok mập.
Chiếc xe này á, thì mấy bạn nào mà bạn nữ á, 1,5m á, chạy thì cực kỳ cá tính và dễ thương luôn ha. Thì bạn nào mà muốn mua xe thì cứ liên hệ với bên mình. Trả góp á, thì chiếc xe này các bạn chỉ cần trả trước cho mình khoảng 10-15 triệu là các bạn có thể lấy chiếc xe này về được rồi. Còn trả trước mà 50% tổng giá trị chiếc xe khoảng chừng 25-30 triệu thì các bạn sẽ lấy được cả về gốc mang về ha. Trả gốc mang về luôn. Trả càng nhiều thì mức lãi suất của bạn càng ít. Đó, đi mua xe thì nhớ chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, hoặc chứng minh nhân dân và bằng lái xe. Sổ hộ khẩu thì các bạn không có sổ hộ khẩu gốc thì các bạn sử dụng sổ hộ khẩu photo công chứng cũng được. Còn nếu mà có sổ hộ khẩu gốc thì càng tốt. Đó, rồi gì nữa ta? À, đi mua xe tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương các bạn sẽ được những cái gì? Thứ nhất là các bạn sẽ được một bộ quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Thứ hai nữa là các bạn sẽ được một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng được tổ chức là 3 tháng một lần và giải đặc biệt là chiếc Quenta trị giá 20 triệu đồng. Thứ ba nữa là khi các bạn đi mua xe gặp mình ha, liên hệ với mình gặp mình thì sẽ được cái phiếu voucher giảm giá từ 300, 500 tới 800 ngàn đồng tùy theo từng chiếc xe, giá xe và tùy theo từng thời điểm nha các bạn. Thí dụ như các bạn đi mua vào đầu tháng thì voucher của bên mình sẽ còn. Còn các bạn mà đi mua ở giữa tháng thì nhiều khi mà chiếc xe này mình giảm cho các bạn 500 ha. Nhưng mà 500 nó hết mình chỉ giảm cho các bạn được 300 thôi. Mà nếu 300 nó hết đi nữa thì mình sẽ không có phiếu để giảm cho các bạn. Nên là các bạn lưu ý vấn đề này ha. Nó có giới hạn nên là các bạn cứ tranh thủ lên cửa hàng mình mua đi. Tranh thủ mình lên cửa hàng mình mua ha. Sẽ được voucher giảm giá. Đó, rồi thì đó là những cái mà mình vừa cập nhật cho các bạn về cái chương trình khuyến mãi, giá bán, tất cả mọi thứ ha. Bạn nào mà muốn mua xe thì liên hệ với số điện thoại bên góc trái màn hình. Muốn độ xe như thế nào á, thì các bạn cứ liên hệ với mình sẽ chỉ cho các bạn cái shop để mình độ xe, chơi đồ chơi xe rất là đã luôn ha. Mình cũng có trong hội nhóm chơi xe này nọ nên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn độ những thứ gì là nó đẹp. Thí dụ như là ở đây thì nên thay cặp tay côn tay thắng. Cái phần côn của chiếc xe này các bạn, côn của chiếc xe này ha, thì hành trình của Honda, xe của Honda mà xe tay côn á thì hành trình của nó ra khá là dài. Còn hàng Suzuki hành trình côn với hàng da thì hành trình côn mới ra rất là ngắn. Còn hàng Honda hành trình côn của nó là ra rất là dài ha các bạn. Nên là các bạn muốn điều chỉnh lại cái côn hành trình đó thì cứ lại lên head của mình. Thì mình sẽ tinh chỉnh côn lại cho các bạn nha. Để mình khi mình đi đường thành phố kẹt xe mình sẽ không bị quá mỏi tay. Đó. Rồi thì mình đã cập nhật xong cho các bạn ha. Giá bán, thủ tục trả góp. Và nhớ nha các bạn, 18 tuổi các bạn vẫn có thể đứng tên được nhưng với điều kiện là các bạn mua tiền mặt. Còn nếu mà muốn trả góp thì các bạn phải đủ 18 tuổi ha. Đó các bạn lưu ý. Mình cập nhật xong cho các bạn về giá bán nè, thủ tục trả góp này nọ rồi. Có vấn đề gì mà cần biết cái giá ra biển bao nhiêu thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới cho mình. Và các bạn nào mà hiện tại đang đi sử dụng con Mercedes này thì cho mình một số cảm nghĩ cũng như là có hình xe các bạn độ thì các bạn cứ bình luận phía bên dưới cho mình ha. Để cho các bạn khác tham khảo. Bạn nào mà muốn chiếc xe của mình được lên kênh YouTube của mình thì cứ liên hệ vào số điện thoại của mình. Mình sẽ mượn chiếc xe của các bạn để quay một cái đoạn video và review những cái chiếc xe độ của các bạn nha. Những cái dòng xe, tất cả những dòng xe độ luôn. Đó. Rồi, thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Nếu mà các bạn thấy video này hay thì cho mình xin một nút like, một nút chia sẻ. Nhớ nhấn cái chuông nha mọi người. Để khi mà mình ra video nào, cập nhật chương trình khuyến mãi nè, tin tức giá bán xe máy này nọ kiểu thì các bạn có thể biết được là mình đã đăng video lên để các bạn theo dõi ha. Tại vì có nhiều bạn đi mua xe mà chương trình khuyến mãi các bạn không nắm được thì khi mà tới cửa hàng á thì những cái quyền lợi của mình sẽ bị mất ha, nên các bạn lưu ý vấn đề đó. Rồi, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.